33 vị tổ sư thiền tông trong Phật giáo. 1. Tổ Mahakayip. 2. Tổ Ananda. 3. Tổ Thương Na Hòa Tu. 4. Tổ Ubakutta. 5. Tổ Đề Đa Ca. 6. Tổ Di Giá Ca. 7. Tổ Bà Tu Mật. 8. Tổ Phật Đà Nan Đề. 9. Tổ Phục Đà Mật Đa. 10. Tổ Hiếp Tôn Giả. 11. Tổ Phú Na Dạ Sa. 12. Tổ Mã Minh Đại Sĩ. 13. Tổ Ca Tỳ Ma La. 14. Tổ Long Thọ Đại Sĩ. 15. Tổ Ca Na Đề Bà. 16. Tổ La Hầu La Đa. 17. Tổ Tăng Già Nan Đề. 18. Tổ Già Gia Xá Đa. 19. Tổ Cư Ma La Đa. 20. Tổ Xà Dạ Đa. 21. Tổ Bà Tu Bàn Đầu. 22. Tổ Ma Noa La. 23. Tổ Hạt Lạc Na. 24. Tổ Sư Tử. 25. Tổ Bá Xá Tư Đa. 26. Tổ Bất Như Mật Đa. 27. Tổ Bát Nhã Đa La. 28. Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 29. Tổ Huệ Khả. 30. Tổ Tăng Sáng. 31. Tổ Đạo Tính. 32. Tổ Hoằng Nhẫn. 33. Tổ Huệ Năng.